Tại sao quan tâm Chúa Giêsu phục sinh? Càng ngày càng có nhiều người lưu tâm con người lịch sử Giêsu Nazareth. Với một người bị người ta ghét cay ghét đắng, đến nỗi giết chết, mà tại sao ngày nay người ta vẫn quan tâm tới cuộc đời và các giáo huấn của Ngài như vậy? Điều phát hiện: mọi điều về Ngài đều xảy ra chính xác. Các lời tiên tri về việc Ngài đến, sinh ra, cuộc sống, giáo huấn, phép lạ, sự chết và nhất là sự sống lại của Ngài, đó là các sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Hiệu quả chính xác về chính Ngài đối với sự phục sinh, dù Ngài đã sống lại từ cõi chết hay vẫn còn trong mộ đá. Nhiều người đa nghi nói rằng tin vào Đức Kitô phục sinh không gì hơn chỉ là bước nhảy mù quáng của niềm tin vô căn cứ. Tuy nhiên, khi đối diện với các sự kiện này, những người chân thật một cách thông minh đã phải chấp nhận rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử dựa trên các chứng cớ không thể bác bỏ. Trên hành trình tâm linh, từ không biết gì tới lúc tin vào Đức Kitô, người ta có vấn đề về sự phục sinh. Nhưng xét kỹ thì chúng ta thấy sức thuyết phục rằng sự sống lại về thể lý và lời giải thích duy nhất về ngôi mộ trống nơi đã mai táng thi hài Đức Kitô. Đây là vài chứng cớ lịch sử khiến tâm phục khẩu phục. Chứng cớ phục sinh: Đức Kitô đã báo trước việc Ngài phục sinh. Kinh Thánh nói: từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Matthew chương 16 câu 21. Mặc dù những người theo Ngài không hiểu Ngài nói gì với họ lúc đó, nhưng họ vẫn ghi nhớ lời Ngài. Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với những người theo Ngài. Ngài an ủi những người than khóc bên ngoài mộ vào sáng Chúa Nhật. Trên đường đi Emmaus, Ngài đã giải thích những điều nói về chính Ngài từ Cựu Ước. Sau đó, Ngài ăn uống trước mặt họ và mời họ chạm vào Ngài. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu được hơn 500 người thấy một lúc. Một số người có thể cho rằng chỉ có một số ít người đồng ý với sự dối trá đó. Nhưng làm sao người ta có thể giải thích về sự cộng tác của 500 người đó? Đức tin kiên cường của các tông đồ đủ thuyết phục chúng ta về việc Chúa Giêsu phục sinh. Các tông đồ này đã từng sợ hãi mà bỏ trốn và chối bỏ Thầy. Nhưng nay họ can đảm công bố tin vui này, rao truyền mà không sợ chết. Hành động kiên cường và can đảm của họ sẽ vô nghĩa nếu họ không biết với sự chắc chắn tuyệt đối rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.
Sự phát triển của Kitô giáo đủ xác minh Chúa Giêsu phục sinh. Bài giảng đầu tiên của ông Phêrô nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu đã khiến người ta tin nhận Đức Kitô là đấng cứu độ hằng sống của họ. Thánh Luca cho biết một con số kỷ lục. Hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Tông đồ công vụ, chương 2 câu 41. Cho tới nay, số người tin đó càng ngày càng tăng thêm trên khắp thế giới. Ngày nay, có hàng tỷ người tin. Chứng cớ của hàng tỷ người đã thay đổi đời sống qua các thế kỷ cho thấy sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. Nhiều người đã bỏ được các chứng nghiện. Những người nghèo khổ và những người thất vọng đã tìm được niềm hy vọng. Những cuộc hôn nhân đổ vỡ đã được hàn gắn. Chứng cớ thuyết phục nhất về sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô là ngày nay Ngài vẫn đang sống giữa những người tin vào sự sống lại và sức mạnh hoán cải. Sự phục sinh làm cho Kitô giáo trở nên đặc biệt. Chưa có một vị lãnh đạo tôn giáo nào đập tan sức mạnh của tử thần và chiến thắng tội lỗi như Đức Giêsu Kitô. Tầm quan trọng của sự phục sinh. Sự phục sinh xác nhận rằng Chúa Giêsu là đấng mà chính Ngài đã tuyên bố. Chúng ta hãy cân nhắc tầm quan trọng của sự kiện này. Sự phục sinh chứng tỏ rằng Đức Kitô là Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu chết trên cây thập giá không chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Chúa Giêsu chứng tỏ thần tính của Ngài bằng việc hoàn tất các lời tiên tri về cái chết của Ngài và bằng việc Ngài trỗi dậy từ trong mộ. Kinh Thánh tuyên bố, Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Roma chương 1 câu 4. Sự phục sinh chứng tỏ quyền năng của Đức Kitô trong việc tha tội. Kinh Thánh quả quyết, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. 1 Cô-rinh-tô chương 15 câu 17. Qua việc sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng và quyền lực phá vỡ mối ràng buộc của tội lỗi, bảo đảm ơn tha thứ
và sự sống đời đời cho những ai tin vào ơn cứu độ của Ngài. Sự phục sinh mặc khải quyền lực của Đức Kitô đối với sự chết. Kinh Thánh cho biết, một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Roma chương 6 câu 9. Sự phục sinh bảo đảm chúng ta cùng chiến thắng sự chết. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Ê-phê-sô chương 2 câu 6. Sự phục sinh đánh bại kẻ thù của Thiên Chúa. Từ cuộc nổi loạn đầu tiên cho đến thập giá, ma quỷ đã nham hiểm đấu tranh và xảo quyệt muốn lật đổ thiên quốc. Satan phải biết rằng nó đã bị một đòn chí tử trong cuộc chiến xưa kia. Nhưng cuộc chiến này là sự tính toán sai lầm của ma quỷ. Thập giá là chiến thắng của nước trời. Khi Đức Kitô sống lại, quyền lực của tội lỗi và tử thần đã bị đập tan vĩnh viễn. Nhờ sự phục sinh của Đức Kitô, các Kitô hữu không còn sợ Satan hoặc tử thần nữa. Hoàn tất ơn cứu độ. 40 ngày sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Có lần, Ngài quy tụ 11 môn đệ trên núi tại Galilê và trao cho họ sứ vụ quan trọng. Ngài nói: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Matthew chương 28 câu 18 đến 20. Rồi sau đó, sách công vụ nói: "Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,
nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Tông đồ công vụ, chương 1, câu 4 đến câu 5, câu 7 đến câu 8. Ngay sau đó, Ngài lên trời và biến vào trong đám mây, để các môn đệ ngơ ngẩn nhìn theo. Chúa Giêsu lên trời là hành động cuối cùng trong công cuộc cứu độ. Sứ vụ của Ngài hoàn tất. Đức Giêsu Kitô được tán dương và vinh quang. Sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô là sự kiện cách mạng nhất trong lịch sử nhân loại. Người ta không thể từ chối rằng Ngài đã làm rung động thế giới khi Ngài làm người trên thế gian. Nhưng cuộc đời Ngài đã hình thành lịch sử cả trong thời đại chúng ta. Sự phục sinh là minh chứng cuối cùng rằng Đức Giêsu Kitô là đấng mà chính Ngài đã tuyên bố. Nhân chứng sống của chàng trai trẻ Gioan, người luôn kề cận Chúa Giêsu và chứng kiến từ đầu tới cuối, ngay cả khi đứng dưới chân thập giá, đã viết: chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Gioan chương 21, câu 24 đến câu 25. Trầm Thiên Thu, chuyển ngữ từ ccci.com. Tại sao quan tâm Chúa Giêsu phục sinh? Càng ngày càng có nhiều người lưu tâm con người lịch sử Giêsu Nazareth. Với một người bị người ta ghét cay ghét đắng đến nỗi giết chết, mà tại sao ngày nay người ta vẫn quan tâm tới cuộc đời và các giáo huấn của Ngài như vậy? Điều phát hiện: mọi điều về Ngài đều xảy ra chính xác. Các lời tiên tri về việc Ngài đến, sinh ra, cuộc sống, giáo huấn, phép lạ, sự chết và nhất là sự sống lại của Ngài, đó là các sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Hiệu quả chính xác về chính Ngài đối với sự phục sinh, dù Ngài đã sống lại từ cõi chết hay vẫn còn trong mộ đá. Nhiều người đa nghi nói rằng tin vào Đức Kitô phục sinh không gì hơn chỉ là bước nhảy mù quáng của niềm tin vô căn cứ. Tuy nhiên, khi đối diện với các sự kiện này, những người chân thật một cách thông minh đã phải chấp nhận rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử dựa trên các chứng cớ không thể bác bỏ. Trên hành trình tâm linh, từ không biết gì tới lúc tin vào Đức Kitô, người ta có vấn đề về sự phục sinh. Nhưng xét kỹ thì chúng ta thấy sức thuyết phục rằng sự sống lại về thể lý và lời giải thích duy nhất về ngôi mộ trống nơi đã mai táng thi hài Đức Kitô.
Đây là vài chứng cớ lịch sử khiến tâm phục khẩu phục. Chứng cớ phục sinh. Đức Kitô đã báo trước việc Ngài phục sinh. Kinh Thánh nói: Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết Người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Matthew chương 16 câu 21. Mặc dù những người theo Ngài không hiểu Ngài nói gì với họ lúc đó, nhưng họ vẫn ghi nhớ lời Ngài. Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với những người theo Ngài. Ngài an ủi những người than khóc bên ngoài mộ vào sáng Chúa Nhật. Trên đường đi Emmaus, Ngài đã giải thích những điều nói về chính Ngài từ Cựu Ước. Sau đó, Ngài ăn uống trước mặt họ và mời họ chạm vào Ngài. Kinh Thánh nói rằng, Chúa Giêsu được hơn 500 người thấy một lúc. Một số người có thể cho rằng chỉ có một số ít người đồng ý với sự dối trá đó. Nhưng làm sao người ta có thể giải thích về sự cộng tác của 500 người đó? Đức tin kiên cường của các tông đồ đủ thuyết phục chúng ta về việc Chúa Giêsu phục sinh. Các tông đồ này đã từng sợ hãi mà bỏ trốn và chối bỏ Thầy. Nhưng nay họ can đảm công bố tin vui này, rao truyền mà không sợ chết. Hành động kiên cường và can đảm của họ sẽ vô nghĩa nếu họ không biết với sự chắc chắn tuyệt đối rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Sự phát triển của Kitô giáo đủ xác minh Chúa Giêsu phục sinh. Bài giảng đầu tiên của ông Phêrô nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu đã khiến người ta tin nhận Đức Kitô là đấng cứu độ hằng sống của họ. Thánh Luca cho biết một con số kỷ lục. Hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Tông đồ công vụ, chương 2 câu 41. Cho tới nay, số người tin đó càng ngày càng tăng thêm trên khắp thế giới. Ngày nay, có hàng tỷ người tin. Chứng cớ của hàng tỷ người đã thay đổi đời sống qua các thế kỷ cho thấy sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. Nhiều người đã bỏ được các chứng nghiện. Những người nghèo khổ và những người thất vọng đã tìm được niềm hy vọng. Những cuộc hôn nhân đổ vỡ đã được hàn gắn. Chứng cớ thuyết phục nhất về sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô là ngày nay Ngài vẫn đang sống giữa những người tin vào sự sống lại và sức mạnh hoán cải. Sự phục sinh làm cho Kitô giáo trở nên đặc biệt. Chưa có một vị lãnh đạo tôn giáo nào đập tan sức mạnh của tử thần và chiến thắng tội lỗi như Đức Giêsu Kitô.
Tầm quan trọng của sự phục sinh. Sự phục sinh xác nhận rằng Chúa Giêsu là đấng mà chính Ngài đã tuyên bố. Chúng ta hãy cân nhắc tầm quan trọng của sự kiện này. Sự phục sinh chứng tỏ rằng Đức Kitô là Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu chết trên cây thập giá không chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Chúa Giêsu chứng tỏ thần tính của Ngài bằng việc hoàn tất các lời tiên tri về cái chết của Ngài và bằng việc Ngài trỗi dậy từ trong mộ. Kinh Thánh tuyên bố, Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm con Thiên Chúa với tất cả quyền năng. Roma chương 1 câu 4. Sự phục sinh chứng tỏ quyền năng của Đức Kitô trong việc tha tội. Kinh Thánh quả quyết, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. 1 Cô-rinh-tô chương 15 câu 17. Qua việc sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu chứng tỏ quyền năng và quyền lực phá vỡ mối ràng buộc của tội lỗi, bảo đảm ơn tha thứ và sự sống đời đời cho những ai tin vào ơn cứu độ của Ngài. Sự phục sinh mặc khải quyền lực của Đức Kitô đối với sự chết. Kinh Thánh cho biết, một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Roma chương 6 câu 9. Sự phục sinh bảo đảm chúng ta cùng chiến thắng sự chết. Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời. Ê-phê-sô chương 2 câu 6. Sự phục sinh đánh bại kẻ thù của Thiên Chúa. Từ cuộc nổi loạn đầu tiên cho đến thập giá, ma quỷ đã nham hiểm đấu tranh và xảo quyệt muốn lật đổ thiên quốc. Satan phải biết rằng nó đã bị một đòn chí tử trong cuộc chiến xưa kia. Nhưng cuộc chiến này là sự tính toán sai lầm của ma quỷ. Thập giá là chiến thắng của nước trời. Khi Đức Kitô sống lại, quyền lực của tội lỗi và tử thần đã bị đập tan vĩnh viễn. Nhờ sự phục sinh của Đức Kitô, các Kitô hữu không còn sợ Satan hoặc tử thần nữa. Hoàn tất ơn cứu độ. 40 ngày sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ. Có lần, Ngài quy tụ 11 môn đệ trên núi tại Galilee và trao cho họ sứ vụ quan trọng. Ngài nói,
Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 18 đến 20. Rồi sau đó, sách công vụ nói: Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giê-xu truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Tông đồ công vụ chương 1 câu 4 đến câu 5, câu 7 đến câu 8. Ngay sau đó, Ngài lên trời và biến vào trong đám mây, để các môn đệ ngơ ngẩn nhìn theo. Chúa Giê-xu lên trời là hành động cuối cùng trong công cuộc cứu độ. Sứ vụ của Ngài hoàn tất. Đức Giê-xu Ki-tô được tán dương và vinh quang. Sự phục sinh của Đức Giê-xu Ki-tô là sự kiện cách mạng nhất trong lịch sử nhân loại. Người ta không thể từ chối rằng Ngài đã làm rung động thế giới khi Ngài làm người trên thế gian. Nhưng cuộc đời Ngài đã hình thành lịch sử cả trong thời đại chúng ta. Sự phục sinh là minh chứng cuối cùng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là đấng mà chính Ngài đã tuyên bố. Nhân chứng sống của chàng trai trẻ Gioan, người luôn kề cận Chúa Giê-xu và chứng kiến từ đầu tới cuối, ngay cả khi đứng dưới chân thập giá, đã viết: chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giê-xu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Gioan chương 21 câu 24 đến câu 25. Trầm Thiên Thu, chuyển ngữ từ cccci.com.